Anh ơi, con cạc này giá bao nhiêu vậy ạ? 10 triệu em nhá. Có bớt không ạ? Bớt gì, giá niêm yết rồi, không bớt đâu. Đi đâu là phải biết đường mặc cả. Mày là hay bị mua hớ lắm đấy nhá. Thôi anh ơi, bớt cho em đi. Mẹ em dặn là đi mua hàng phải trả giá một nửa, không là việc mẹ em mắng. Em muốn bớt đúng không? Vâng. Em hỏi lại giá đi. Thế ạ? Thế con này giá bao nhiêu ạ? 20 triệu. 10 triệu đi anh. 10 triệu á? Thôi, nể lắm thì bán cho em nhá. Ôi thật đấy ạ. Em cảm ơn anh. Ôi em cảm ơn anh nhiều lắm rồi, em cảm ơn anh. Ok, không sao cả. Cứ cầm hàng về đi. Em cảm ơn anh.